Chào mừng các em đến với tiết học công nghệ 7 ngày hôm nay. Để có thức ăn cung cấp cho vật nuôi, người nông dân cần phải có những phương pháp sản xuất thức ăn ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi. Bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phân loại thức ăn. Phần thứ hai là một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Phần thứ ba là một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu lucid và thức ăn thô xanh. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, một là mã, phân loại thức ăn. Các em quan sát hình ảnh. Kể tên những loại thức ăn thường cho gà, lợn và cho trâu, bò. Thức ăn cho gà như là lúa, ngô, khoai, giun. Thức ăn cho lợn như là cá, tôm, đậu tương, rau muống. Thức ăn cho trâu bò như là rơm lúa, thân cây ngô, cỏ. Chúng ta đã biết được những loại thức ăn phù hợp với từng loại vật nuôi. Vậy thì làm sao biết được cách phân loại thức ăn để có thể phối trộn thức ăn cho vật nuôi nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho chúng? Thì cô sẽ giới thiệu với các bạn cách phân loại thức ăn sau đây. Chúng ta sẽ dựa vào thành phần dinh dưỡng để phân loại thức ăn. Thì dựa vào thành phần dinh dưỡng thì chúng ta chia thức ăn làm 3 loại chính, tức là thức ăn giàu protein, thức ăn giàu lucid và thức ăn thô. Thức ăn giàu protein là chứa chất đạm, thức ăn giàu lucid là chứa chất đường bột và thức ăn thô là chứa chất xơ. Thức ăn giàu protein là thức ăn có hàm lượng protein lớn hơn 14%. Thức ăn giàu lucid thì nó có hàm lượng lucid lớn hơn 50%. Thức ăn thô là loại thức ăn có hàm lượng chất xơ lớn hơn 30%. Chúng ta sẽ cùng hoàn thành bài tập sau. Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu, em hãy phân loại và điền vào bảng sau các loại thức ăn cho phù hợp. Trong bảng này thì người ta cho các bạn tên thức ăn và thành phần dinh dưỡng chủ yếu của từng loại thức ăn. Bây giờ các bạn sẽ dựa vào ba cái khái niệm thức ăn lúc nãy chúng ta cùng tìm hiểu để hoàn thành bài tập này. Thì sau đây là đáp án của cô. Bột cá Hạ Long chiếm 46% protein. Nó lớn hơn 14%, do đó nó là thức ăn giàu protein. Thứ hai, đậu tương, nó còn gọi là đậu nành ở dạng hạt, thì nó chiếm 36% protein, thì nó cũng lớn hơn 14% thì protein, thì cho nó là loại thức ăn giàu protein. Khoai dầu lạc, ăn còn gọi là đậu phộng, chiếm 40% protein, thì nó là loại thức ăn giàu protein. Hạt ngô, bắp vàng chiếm 8,9% protein và 69% lucid. Ở đây protein nó chỉ chiếm 8,9%, bé hơn 14%, do đó nó không phải là thức ăn giàu protein. Chúng ta xét tới lucid. Lucid thì nó trên 50%, nó thuộc loại thức ăn giàu lucid. Thứ năm, rơm lúa lớn hơn 30% xơ thì nó là thức ăn thô. Các bạn hoàn thành vào bảng trong tập. Các bạn ghi bài thì dựa vào thành phần dinh dưỡng để phân loại thức ăn. Đã có 3 loại chính là thức ăn giàu protein có hàm lượng protein lớn hơn 14%, thức ăn giàu lucid có hàm lượng lucid lớn hơn 50%, thức ăn thô có hàm lượng chất xơ lớn hơn 30%. Hãy kể tên một số loại thức ăn giàu protein. Thì thức ăn giàu protein có nguồn gốc từ động vật và có nguồn gốc từ thực vật. Thức ăn giàu protein có nguồn gốc từ động vật như là cá, tôm, cua, ốc và giun đất. Thức ăn giàu protein có nguồn gốc từ thực vật như là đậu tương, đậu đen, đậu phộng, nói chung là tất cả các loại đậu.
Làm gì để có nhiều cá, tôm, giun đất và các loại hạt, cây họ đậu? Đối với cá, tôm thì chúng ta có thể nuôi và đánh bắt thủy sản ha. Ở đây cô sẽ giới thiệu các bạn quy trình sản xuất bột cá. Thì người ta sẽ sử dụng các sản phẩm phụ của nghề cá như là đầu cá và đuôi cá, hoặc là đầu tôm để tạo thành bột cá hoặc bột tôm. Người ta sẽ sấy khô và nghiền nhỏ. Đây là hình ảnh về bột cá. Đây là hình ảnh về dung đất. Thì dung đất cũng là một cái phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn điều kiện để nuôi dung đất. Chúng ta cần phải có phân chuồng và phân rác để làm nguồn thức ăn cho dung đất. Chúng ta cần phải chuẩn bị chuồng nuôi và chuẩn bị dung giống. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình nuôi dung đất. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị chuồng nuôi. Chuồng nuôi thì có thể sử dụng bằng thùng gỗ hoặc là thùng xốp. Ngoài ra có thể là sử dụng hố bê tông cũng được. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị giun giống. Chúng ta sẽ chọn mua những con giống tốt ha, để về làm giống. Thứ ba là chuẩn bị thức ăn cho giun. Thì lúc nãy chúng ta có nói là chúng ta sử dụng phân chuồng hoặc là rác thải để làm nguồn thức ăn cho giun. Cuối cùng là chúng ta sẽ thu hoạch giun. Giun đất sau khi chúng ta nuôi đủ ngày thì chúng ta sẽ sấy khô. Sấy khô rồi chúng ta sẽ tạo ra bột để làm thức ăn cho vật nuôi. Ngoài chế biến sản phẩm nghề cá và nuôi giun đất thì còn có các loại đậu cũng có thể cung cấp thức ăn giàu protein cho vật nuôi. Làm thế nào để có nhiều hạt của cây họ đậu? Thì chúng ta sẽ trồng sen canh, tăng bụ để có nhiều hạt. Đây là hình ảnh người ta trồng sen các loại cây họ đậu với những cái loại cây như là cây mía, cây phân xanh. Dựa vào những hình ảnh nãy giờ chúng ta cùng tìm hiểu, các bạn hãy nêu các phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein như là chế biến và sản phẩm nghề cá nè, nuôi giun đất nè, trồng sen tăng bụ cây họ đậu. Vậy chúng ta kết luận được phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein gồm có nuôi, đánh bắt và tận dụng các sản phẩm thủy sản, nuôi giun đất nhộng, sen canh tăng bụ cây họ đậu. Các bạn ghi bài. Chúng ta sang phần 3 la mã, một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu glucid và thức ăn khô. Hãy kể tên một số loại thức ăn giàu glucid. Đây là một số loại thức ăn cung cấp nhiều glucid như là lúa, ngô, khoai, sắn. Vậy làm thế nào để có nhiều lúa, ngô, khoai, sắn? Chúng ta có thể trồng luân canh, sen canh, gói vụ để tạo ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. Các bạn xem hình ảnh. Chúng ta sẽ luân canh, sen canh, gói vụ để có nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. Hãy kể tên một số loại thức ăn thô như là rau lang, rau khoai môn, cỏ, bạ, bèo, dâu. Làm gì để có nhiều loại thức ăn này cung cấp cho vật nuôi? Chúng ta có thể tận dụng đất vườn, bờ mương để có thể trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. Chúng ta có thể trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. Trồng cỏ và rau xanh cho vật nuôi. Các bạn quan sát hình ảnh. Đây, ở đây người ta cũng trồng rau. Đây là hình ảnh về cây lúa.
Thì sau khi thu hoạch lúa thì người ta sẽ còn lại là rơm rạ ha. Rơm rạ thì sẽ được sử dụng làm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Đây là cây mía. À, theo khi thu hoạch mía thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngọn để làm thức ăn cho trâu bò. Là cây bắp. Thì sau khi thu hoạch bắp thì cũng còn lại cái thân cây, chúng ta cũng thể sử dụng làm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Vậy chúng ta có các phương pháp sản xuất thức ăn tàu logistics và thức ăn thô xanh sau đây. Đầu tiên là luân canh, xen canh, gói vụ để có nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. Thứ hai là trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. Thứ ba là tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như là rơm, thân cây ngô, lạc. Các bạn ghi bài. Ở đây chúng ta có hình ảnh về rau muống. Thì rau muống thì chúng ta sẽ giữ lại cái phần phần ngọn, phần đọt ở trên ha, và phần gốc thì chúng ta sẽ sử dụng làm nguồn thức ăn cho vật nuôi. Ở đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn cái mối liên hệ giữa vườn, ao, chuồng. À, các bạn cũng hay nghe nói mô hình VAC. Đó, là vườn, ao, chuồng. Thì ở đây ao, ao cá sẽ lấy thức ăn từ vườn. Sau đó ao cá sẽ được lấy nước để tưới cho cây ở trong vườn. Còn chuồng thì sẽ cung cấp phân bón cho vườn cây. Vườn cây thì cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Chuồng nuôi cũng cung cấp thức ăn cho ao cá ở dưới ao. Còn ao cá thì cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Hay là mối quan hệ khép kín ha. Thì chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức. Thì sản xuất thức ăn vật nuôi gồm có, đầu tiên chúng ta phải phân loại được cái loại thức ăn. Thứ hai nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Thứ ba là sản xuất thức ăn giàu lucid và thức ăn thô xanh. Đây là nội dung của bài. Về phân loại thức ăn, chúng ta có 3 loại thức ăn chính là thức ăn giàu protein, thức ăn giàu lucid và thức ăn thô. Về sản xuất thức ăn giàu protein thì chúng ta có 3 phương pháp là nuôi, đánh bắt và tận dụng các sản phẩm thủy sản. Thứ hai là nuôi chung đất. Thứ ba là trồng sen, tăng vụ cây họ đậu. Về sản xuất thức ăn giàu lucid và thức ăn thô thì chúng ta cũng có 3 phương pháp là luân canh, xen canh, gói vụ để có nhiều lúa, ngô, trồng nhiều rau, cỏ và tận dụng phế phẩm của trồng trọt. Các em hãy hoàn thành bài tập sau. Sắp xếp các phương pháp sản xuất thức ăn sao cho phù hợp. A. Luân canh, xen canh, gói vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn. B. Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi. C. Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây họ đậu, thân cây ngô, lạc, đỗ. Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi. Thì dựa vào những kiến thức nãy giờ chúng ta học thì các bạn sẽ hoàn thành được bài tập này. Dặn dò, học bài, làm bài tập và xem trước bài 41, 42. Mọi thắc mắc các bạn gửi về email trình như 93a@gmail.com.